Chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình nghe nhạc chưa tới 7 triệu. Toàn là những hàng hiệu của Nhật Bản các bác nhé. Trước mắt các bác đang là một đôi loa Technics SB2170. Một đôi loa rất hay, có sử dụng một con còi các bác. Và rãnh tán âm kiểu tai voi. Các bác nhìn đấy ạ. Đó. Và con còi này thì tiếng tép của nó rất nhuyễn và tơi các bác. Và một con chung dây lớn, ấm áp, dày dặn. Một con bát gân vải tẩm dầu, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây là cái nón dầu của nó các bác, cái nón tẩm dầu của nó theo năm tháng thì nó đã khô các bác nhá. Thì trước khi gửi đến các bác em sẽ bôi một lớp mà dưỡng gân, cũng như là dưỡng cái gân vải tẩm dầu này thì nó dưỡng vào đây luôn. Em sẽ dưỡng một lớp vào đây, nó sẽ lở lại da các bác nhá, nó sẽ căng lại da, các bác yên tâm. Bên này cũng như vậy, không phải là mốt đâu các bác nhá, nó lâu năm nó co như vậy đấy các bác. Đấy mới là hàng zin các bác nhá. Và đôi loa này thì các bác nhìn đấy ạ, khá là đẹp các bác nhá, đẹp bóng. Cái căng còn rất là tăm tướt các bác, rất đẹp. Thì một đôi loa như vậy em để các bác giá chỉ 5 triệu tròn các bác, 5 triệu tròn thôi, rất là hay. Lỗ thông hơi phía trước, bát 27, vành nhôm rất đẹp các bác, vành nhôm rất đẹp. Đó, đôi này thì nó giống như những đôi 2070, đây là đôi 2170. Công suất nó là 120W, khá lớn các bác nhá. Thì đôi loa này nó ở trở kháng 8 ohm nên em đề xuất ghép với con Pioneer 6300, một con Pioneer có cái mặt da, mặt vỏ bằng da đằng sau. Thì con Pioneer 6300 này là một trong những dòng mặt da nó nặng và công suất nó rất tốt. Nó oánh đôi loa này lòi tó luôn các bác. Và tiếng bass em mới chỉ để số 2 các bác nhá. Tiếng bass rất dày dặn. Và chiếc âm ly này để 1.9 triệu, các bác mua cả hai cái này để các bác giá 6.800.000 đồng. 5 triệu cộng với 1.9 triệu để các bác giá 6.8 triệu. Và bây giờ mời các bác cùng thẩm âm một đoạn nữa. Mời các bác thẩm âm để cho nó qua bài các bác nhé, em tua cho qua bài. Các bác để ý con này, bộ này lên tiếng tép rất là hay các bác. Tiếng tép rất hay các bác nhé. Nguồn phát em lấy từ chiếc iPad, dây tín hiệu 5m các bác. Để ý tiếng ghép rất quyến rũ các bác nhá, rất quyến rũ luôn. Lại quảng cáo các bác ạ. Các bác có tin được không? Cả bộ 5.8 triệu mà tiếng nó hay như vậy các bác. Bát tép này lung linh đinh tai và trung âm dày dặn ấm áp, đặc trưng của vật liệu giấy các bác nhá. Tiếng tép rất hay các bác. Thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh. Rất hay. Và bây giờ xin test một đoạn nhạc sống đi cho các bác nghe đánh là sướng các bác. Tiếng tép rất quyến rũ các bác, lưu giúp em. Bát căng tròn.
5 triệu tuyệt vời các bác nhá. Lỗ thông hơi phía trước rất dày dặn. Và đôi loa này nó khá là cao. Em sẽ nhờ kỹ thuật đo cho các bác xem cái kích thước của nó. Các bác nhé, chiều rộng 36 và chiều cao 80 các bác, 80 tròn, chiều sâu nó là 29 các bác nhé, cả cái căng là 30 đấy, có lưu ý, đánh rất hay các bác. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Bác nào có nhu cầu lấy loa giá 5 triệu âm ly, giá 1.9 triệu, lấy cả hai là 6.8 triệu các bác nhé, thì hãy nhắn tin qua số điện thoại 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc. Bây giờ xin tạm biệt các bác. Căng của nó đây các bác nhá, ê căng nó đây, tuyệt vời. Sugoi Fukuden hân hạnh đồng hành cùng chương trình.